Câu chuyện vĩ nhân. Sấm Trạng Trình. Nguyễn Bỉnh Khiêm được sinh ra trong một gia đình mà nội ngoại đều có học vấn uyên thâm. Ông khôi ngô, tuấn tú, tư chất khác thường. Một tuổi đã nói chuyện rất rành. Lên 5 tuổi được mẹ cho đọc nhiều sách hay, thơ văn chữ nôm. Ông học đâu nhớ đấy, không quên chữ nào. Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn thông minh, lại chăm chỉ học hành, nên chẳng bao lâu sau, ông được mời làm thầy dạy dỗ cho con của một quan đại thần. Để phát triển trên con đường sự nghiệp, ông đi thi và đỗ trạng nguyên. Khi làm quan, Nguyễn Bỉnh Khiêm dân sớ tố cáo tội của 18 tên gian thần gây nhiễu loạn đất nước. Nhưng vua không chấp nhận nên ông xin từ quan về quê. 2 năm sau, vua lại mời ông ra làm quan. Khi đến tuổi nghỉ hưu, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn lo liệu việc triều chính, giúp vua bàn quốc sự. Khi đất nước lâm nguy, vua thường hỏi ý kiến của ông. Ông khuyên vua rút lên Cao Bằng thì sẽ tồn tại được 3 đời. Quả nhiên, nhà vua lên Cao Bằng tồn tại được thêm 3 đời nữa thật. Tài tiên tri của ông được lưu truyền qua nhiều câu tiên tri gọi là Sấm Trạng Trình. Người Việt luôn tự hào về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một người đã góp trí tuệ của mình để giúp đỡ nhân dân qua việc khuyên bảo các vị vua chúa, vương quyền, tránh gây ra thảm cảnh đổ máu vô ích trong những âm mưu chiếm đoạt chức quyền giữa các vị triều thần. Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có công dạy dỗ được nhiều học trò tiếng tăm lừng lẫy, sau này có nhiều đóng góp lớn cho đất nước. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng một vị quan cao quý là người vừa có tài, vừa có đức, vừa giúp đất nước, vừa lo cho dân, nhất là dám ngăn chặn điều ác, bảo vệ điều thiện. Người như vậy sẽ giúp được rất nhiều cho đất nước và sẽ luôn được nhân dân yêu mến, kính trọng, con cháu nhiều đời thành đạt. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Nếu chúng ta biết ngăn chặn điều xấu ác cho người dân, thì chúng ta sẽ được mọi người kính yêu, có uy tín cao, được trọng dụng. Nếu chúng ta chỉ dạy đạo đức cho nhiều người, thì chúng ta có đóng góp lớn cho xã hội, mọi người nể trọng, con cháu nhiều đời thành đạt. Nào, bây giờ chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Nguyễn Bỉnh Khiêm có những phẩm chất gì? Chi tiết nào thể hiện điều đó? 2. Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ được nhiều học trò giỏi đã giúp ích gì cho nhân dân? 3. Theo bạn như thế nào là một người quan tốt? 4. Làm thế nào để rèn luyện và nuôi dưỡng đạo đức của chính mình? 5. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.